Càng gần đến Tết Nguyên đán, thị trường các loại bánh, kẹo càng sôi động. Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng về chủng loại, mối lo về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng gia tăng. Sáng ngày 30 tháng 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 1 thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc tại huyện Mỹ Đức về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024. Trong thời gian này, ngành chức năng ở các địa phương đang tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm ổn định thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết. Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Y tế huyện Mỹ Đức Trần Ngọc Tráng đã báo cáo tình hình kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tổng số các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống là 1.352 cơ sở. Trong đó, ngành công thương quản lý, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh là 403 cơ sở, cấp thành phố quản lý là 0 cơ sở, cấp huyện quản lý là 78 cơ sở. Trong đó, cơ sở sản xuất là 23 cơ sở, số cơ sở kinh doanh là 55 cơ sở, cấp xã quản lý là 325 cơ sở. Trong đó cơ sở sản xuất là 117, số cơ sở kinh doanh là 208. Theo Trưởng phòng Y tế huyện Mỹ Đức Trần Ngọc Tráng, nhận thức của người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Để ngăn chặn tình trạng mặt hàng bánh, kẹo và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng gia tăng dịp trước Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, theo dõi chặt chẽ các hoạt động sản xuất, mua bán nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi gian lận thương mại. Bên cạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tại các địa phương sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh hàng hóa trôi nổi, hàng kém chất lượng, vi phạm niêm yết giá, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng như bánh, kẹo, mứt và các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao, giúp người dân yên tâm mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán. Ở huyện Mỹ Đức thì chúng ta riêng về vấn đề ban hành các cái văn bản chỉ đạo thì các đồng chí cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban dân huyện. Ban chỉ đạo huyện cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo từ các cái kế hoạch cho đến các cái quyết định kiểm tra đến tận các xã. Tết là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn sau một năm làm việc. Nhiều người có xu hướng vui chơi ăn uống thoải mái trong dịp này. Tuy nhiên, nếu không may sử dụng phải thực phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày Tết. Ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước hết là cần thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm cho cả gia đình sử dụng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.